giảng đường, bệnh viện. Đây là những nơi dường như sẽ gắn liền với nửa cuộc đời còn lại của những con người nơi đây. Họ là những người thầy, người cô và họ cũng chính là những người bác sĩ, những nhân viên y tế tâm huyết với nghề và với cái nghiệp mà họ đã lựa chọn. Những con người mà chúng tôi không còn từ ngữ nào để có thể diễn tả hết được lòng biết ơn của mình đối với họ. Và chúng tôi yêu họ, người thầy. Sáng chiều để có tiết ở giảng đường, người thầy mang trong mình nguồn tri thức bao la, rộng lớn, được rèn giũa bao nhiêu năm qua, đang đứng trên bục giảng kia và nhìn chúng tôi, nhìn những hạt giống của đất nước, nhìn những đồng nghiệp của thầy trong tương lai, và nhìn thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của một thời sinh viên đầy ước mơ và hoài bão của mình. Dường như có một thứ trách nhiệm nào đó đè nặng lên đôi vai của người thầy, những người dẫn dắt chúng tôi trong những bước đầu trở thành bác sĩ, trở thành những con người có thể giúp đỡ cho mọi người vượt qua những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhiều lúc chúng tôi cũng nói đùa với nhau rằng lương dạy cũng chỉ dăm ba đồng, chẳng thấm vào đâu với cái cuồng xoay tiền bạc bây giờ. Những bác sĩ giỏi có thể ra trường, mở phòng mạch, ở nhà khám mà lấy lời lấy lãi, nhưng tại sao họ vẫn thích dạy học? Chắc là vì họ yêu nó quá, yêu cái việc đứng nhìn thế hệ trẻ ngày một lớn dần trên con đường y đức mà họ đã vạch ra, và họ yêu nghề y lẫn nghề giáo. Người thầy của chúng tôi đặc biệt lắm. Bình thường họ cũng giống như bao người thầy khác, cũng với phấn trắng bảng đen mà vẽ nên bao điều thú vị. Nhưng khi nhận được một cú điện thoại cấp cứu từ bệnh viện, họ lại sốt sắng, xin lỗi cả lớp với nụ cười gượng trên môi, rồi bước đi thật nhanh cùng với chiếc áo blue trắng đã khoác trên mình từ lúc nào. Ôi, sao thấy mà thương mà quý. Cứ thế đó, giảng đường rồi bệnh viện, phấn trắng bảng đen, rồi lại ống nghe máy đo huyết áp, tất cả dường như là những vật bất ly thân của những người thầy, người cô của trường đại học Y Dược Huế. Một mặt thế đó, giảng dị thế đó, nhưng đó luôn là những tấm gương để các bạn sinh viên học hỏi và noi theo, tiếp bước sự nghiệp ngành y của cha ông và góp sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển và tốt đẹp hơn. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, những sinh viên của trường Đại học Y Dược Huế đã làm những gì để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với những người thầy, người cô nơi đây? Hãy cùng đón xem nhé!
Văn nghệ 20 tháng 11 là một hoạt động thường niên của các bạn sinh viên trường Đại học Y Dược Huế nhằm tri ân đến những người thầy, người cô, những con người lái đò dẫn dắt các bạn sinh viên trên con đường trở thành những bác sĩ vừa có tài và vừa có đức. Và cũng qua dịp này, các bạn sinh viên đã có cơ hội tỏa sáng và thể hiện hết được tài năng của mình ngay trên chính sân khấu của trường Đại học Y Dược Huế. Ai bảo dân y chỉ biết học và học đâu nào. Và cũng nhân đây, đội truyền thông cùng với toàn thể sinh viên xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người thầy, người cô của trường Đại học Y Dược Huế. Chúc thầy cô luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Cảm ơn thầy cô, những con người lái đò đưa chúng em sang sông. Có hàng bụi nào rơi trên.